Hello, xin chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn nhé. Mình là Đức Anh đây. Hôm nay thì mình trân trọng giới thiệu đến các bạn là cái cảnh Tết ở khu công nghệ cao Hòa Lạc các bạn nhé. Này, bên này là cửa hàng hoa đây các bạn. Đây, đó. Cây hoa cảnh đấy, đã bắt đầu trưng bán rồi các bạn nhé. Đây, đây là phố khu công nghệ cao Hòa Lạc các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ quay cảnh Tết để mình cho các bạn xem nhé. Đây là sân vườn nhà mình các bạn nhé. Đây là Mr. Hằng đang trồng hoa. Không biết cái hoa này là hoa gì luôn. Đấy, đào năm nay nhà mình rất là nhiều hoa các bạn này. Đào nhà mình đào xịn, đào ta xịn. Đấy. Hoa chi chít luôn các bạn nhé. Đấy. Sân nhà mình đây. Đây. Và nhà mình năm nay có cây quất này. Quất này quất lai các bạn nhé. Quất mình lai quả rất to. Gì đấy, sao chơi em thế con? Mẹ bảo ra hô mẹ cái gì mà không hô. Rồi, Tết đã đến nhà mình rồi các bạn nhá. Đấy, nhà mình đã có một chậu lan rất là khủng. Đó. Tết đã đến nhà mình rồi. Đây là bản bông mai nhá. Bông mai rất là ngoan luôn. Ngoan nhất nhà luôn. Đó. Bông mai. Con đi tất em nó không nghe đâu. Xử lý hổ cái. Xử lý hổ phát. Được không anh? Ờ, đau nằm ngoài đây. Đâu nằm ngoái đẹp chưa? Đây là anh thợ đến sửa điện nước nhà mình các bạn nhé. Hăng dẫn lên anh lên hăng. Chạy lên đi em, chạy lên. Thì cứ lên cũng để anh. Tết đã bắt đầu về đến cửa nhà mình rồi các bạn nhá. Mình khoe với các bạn một lúc thế thôi nhá. Bây giờ mình phải lên để xem anh thợ điện nước làm như nào. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.